mua sản phẩm ở đâu? Chính hãng, uy tín, giá tốt nhất. Là công ty phân phối, tổng kho, Babivina luôn nỗ lực mang tới khách hàng sự hài lòng nhất về chất lượng, giá cả cũng như chính sách đi kèm. Babivina xin cam kết hàng 100% chính hãng, hóa đơn, chứng từ đầy đủ, hạn sử dụng luôn mới nhất, không bán hàng tồn, hàng cũ, giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm kỹ hàng mới phải thanh toán, đổi trả hàng trong vòng 7 ngày. Ghé Babivina ngay hôm nay để tham khảo chi tiết sản phẩm, giá bán cũng như chương trình khuyến mại hấp dẫn khác. Babivina xin kính chào và hẹn gặp lại.